này xin mến chào tất cả mọi người. Thế mình cứ nghĩ cùng các bạn trong trang thơ yên lạc, tỉnh tỉnh bình phúc. Hôm nay nhân dịp tuần lễ Phu La, Nguyễn Hạnh nhận nhiệm vụ năm tất cả những bài thơ ban chủ nhiệm, ban quản trị đã lựa chọn và chuyển về cho Nguyễn Hạnh. Sau đây Nguyễn Hạnh xin được trình bày bài thơ Mùa Vu Lan, tác giả thơ Trương Minh Sơn. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Con lại về tháng bảy quê ta, chiều nhạt nắng mây răng là đỉnh núi, tiếng chuông ngân đồi bên vòng tới, thoáng hương trầm đã sắp đặt trời thu như trượng lại trăng mười năm giữa trời nhớ sang mã giỏi tắc lòng mẹ bướn trẻ như vừa người còn đó bóng hao gầy trong nắng thủa ngày xưa cứ nén vào quãng lặng tiếng ru hời đọng đọng buốt xuống chúng con mẹ ăn đứng ăn nằm lúc cười tắt trên môi ngày đam giáp hạt con lớn khôn người đã về gió cắt chữ hiểu vuông tròn con vẽ khăn trên tay Vu Lan ơi ai còn mẹ hôm nay ừ này nhé xin đừng làm mẹ hãy yêu Vu Lan ơi ai còn mẹ hôm này ừ này nhé xin đừng làm mẹ khóc hãy yêu thương để người vui khó nhọc đừng để buồn lên mắt mẹ ai xin chúc mừng tác giả thơ Trương Minh Sơn với thi phẩm Mùa Vu Lan.